Mình xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục học ở trình độ A. Chủ đề bài này là How have you been? Cái câu này á mọi người, người ta dùng nhiều lắm luôn. Thay vì mình hỏi How are you ha, bạn khỏe không? Thì mình có cách hỏi hay hơn và gọi là trình độ nó hơi nhỉnh lên chút xíu. Mình dùng thì hiện tại hoàn thành ha, là How have you been? Dạo này bạn sao? Dạo này bạn sao nè? Đó. Rồi. Hello Richard. Hi Karen. How have you been? Bạn như thế nào? Bạn thế nào? Một câu hỏi chung chung. Not too good. Not là không, too là lắm quá, good là tốt, không tốt lắm. Why? Tại sao? I'm sick. Sick là bị bệnh mà nghe. Sorry to hear that. Cái cụm này mình cũng học thuộc mọi người nè. Sorry, xin lỗi. Hear là nghe, that là điều đó. Xin lỗi mà khi mà phải nghe điều đó. It's okay. À, được, không sao. It's not serious. Có chữ serious là nghiêm trọng. Not serious là không nghiêm trọng, nó không nghiêm trọng. That's good. Vậy thì tốt. Tốt đó, vậy thì tốt. How is your wife? Vợ của bạn ha. Thì sao? Your wife, vợ của bạn. Is thì how? Như thế nào? Vợ bạn thì sao? Thì như thế nào? She's good. Cô ấy ổn. Is she in America now? Cô ấy ở Mỹ bây giờ hay không? Bây giờ cô ấy có ở Mỹ không? No, she's not here yet. Bây giờ cô ấy không có ở đây. Not here, không có ở đây. Where is she? Cô ấy ở đâu? She's in Canada. Ở Canada with our kids. Với con của chúng tôi. I see, tôi hiểu rồi. I have to go now, bây giờ. Have to là phải mà ha. Have to là nghĩa là phải nha. Và đằng sau nó động từ nguyên mẫu ha. Bây giờ tôi phải đi. Please tell your wife. Làm ơn hãy nói với vợ của bạn. Tell your wife. I said, tôi đã nói. Hi là chào. Xin chào, tức là tôi đã nói lời chào cô ấy. Okay, I will talk to you later. Talk này là nói chuyện. Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau ha. I hope, tôi hy vọng. You feel, bạn cảm thấy better, tốt hơn. Tôi mong bạn cảm thấy tốt hơn, thanks, cảm ơn. Tiếp theo mình có một cái chủ đề là Do you have any children? Thiếu chữ im. Do you have, bạn có any, bất kỳ. Children là con cái. Bạn có bất kỳ đứa con nào không? Tức là bạn có con không á. Rồi, Charles, do you have any children? Yes. How many nè, là có bao nhiêu mà nghe ha. How many children? Bao nhiêu đứa con do you have? Bạn có, tức là bạn có bao nhiêu đứa con. I have two kids. Tôi có hai đứa con. A boy, một trai. And a girl, một gái. What are their name? Their là của họ. Name là tên, tên của họ. Số nhiều mà ha. Là gì? Jack and Stephanie. How old are they? Rồi, họ bao nhiêu tuổi? Jack is 18. And Jack 70 is 18. And Jack is 24. Rồi. Bài ngày hôm nay mình sẽ học về chữ tell. Tell nó có nghĩa là nói hoặc là kể. Ví dụ mình nói là please, làm ơn. Tell the truth. Nói sự thật. Truth này là sự thật. Don't, đừng. Tell, nói. A lie. Lời nói dối. Làm ơn, hãy nói thật, đừng nói dối. My mom, mẹ tôi, usually, thường. Tell story, tức là kể chuyện mà ha. Không phải là nói chuyện mà là kể chuyện. Thường kể cho tôi những câu chuyện. Thứ hai có thể nghĩa là bảo hoặc là ra lệnh. Tell him to wait. Nói với anh ấy, đợi. Hãy nói với anh ấy đợi á. Nói với anh ấy là đợi đi. Cái chữ tell trường hợp này nó cũng ít dùng hơn. Đó là mang ý nghĩa là phân biệt. Can you tell Anne from his brother? Bạn có thể phân biệt Anne from, tức là với đó. His brother là anh trai của anh ấy. Bạn có thể phân biệt được Anne và anh trai của anh ấy hay không? Đó, đây là một cách dùng ca khác và hơi ít dùng hơn của chữ tell. Tiếp theo mình có chữ talk là nói chuyện, nói chứ không phải là nói chuyện, à, nói chuyện chứ không phải là nói. Ví dụ mình có là I have, tôi có a long talk, một cái cuộc nói chuyện dài with my parents, với ba mẹ tôi. Tiếp theo mình nói là mình có, nó mang ý nghĩa là động từ. Ở trên này thì long talk là danh từ, ở dưới này động từ. The pupils, những cái học sinh, are talking, đang nói chuyện. Đó, chỉ hiện tại tiếp diễn mà ha. Tiếp theo có thể là bàn tán, mang ý nghĩa là bàn tán. People are beginning to talk. Mọi người đang bắt đầu to talk, bàn tán. Nói chuyện, nhưng mà có nghĩa là bàn tán. Rồi, bây giờ thì mọi người cùng nghe qua đoạn hội thoại này nhé. Hello, Richard. Hi, Karen. How have you been? Not too good. Why? I'm sick. Sorry to hear that. It's okay. It's not serious. That's good. How's your wife? She's good. Is she in America now? No, she's not here yet. Where is she? She's in Canada with our kids. I see. I have to go now. Please.
tell your wife I said hi. Okay. I'll talk to you later. I hope you feel better. Thanks. Cái bài này nó bị mất cái phần video mọi người ha. Thì mình sẽ kết thúc bài học ở đây luôn. Và mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào mọi người.